cộng đoàn phụng vụ rất thân mến. Ở ngoài đời có những thời gian và có những cái chủ trương nói với người ta nhiều về sự chiến tranh, về hận thù, về chém giết lẫn nhau. Còn chúng ta ở trong giáo hội của Chúa được cái phước là nghe đến lời lành, tin mừng về tình yêu, lòng nhân ái, và chúng ta được mời gọi để chúng ta cộng tác mà sống lòng nhân ái theo với mẫu gương của chính Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu đã truyền dạy, các con hãy nên thánh, nên hoàn hảo như cha của các con là đấng thánh, đấng hoàn hảo. Sứ điệp về tình yêu đặc biệt biểu lộ qua lời Chúa hôm nay. Lời Thiên Chúa vang lên: Thiên Chúa quá yêu thương thế gian đến nỗi ban con một mình, để ai tin vào người thì được sống đời đời. Trước hết, sách Sử Biên tỏ cho thấy tình yêu Thiên Chúa vô bờ vô bến đối với dân của người. Trong khi dân của Chúa lỗi đạo, không thờ phượng Chúa và chạy theo các thần dân ngoại, trong khi dân của Chúa bỏ Chúa thì Chúa lại cứu giúp dân người. Dân bỏ Chúa và phải trải qua một thử thách rất lớn. Cái thử thách về bên ngoài, sách Sử Biên nói tới cuộc lưu đày Babylon. Và khi chúng ta học giáo lý về lịch sử cứu độ, chúng ta được biết có hai cuộc lưu đày lớn. Một cuộc lưu đày vào năm 721 bởi đế quốc Assyria, và một nửa nước dân của Chúa gọi là Israel đã bị xóa sổ. Còn lại phương Nam thì không đầy 150 năm sau, vào năm 587 thì lại bị thôn tính, bị xóa sổ nốt. Như vậy, với cuộc lưu đày ở Babylon mà sách Sử Biên vừa nhắc tới là một nỗi đau, dân Chúa bị xóa sổ hoàn toàn. Và nỗi đau lớn trong cuộc lưu đày Babylon này là đền thờ Jerusalem, một biểu tượng của Thiên Chúa oai hùng, một biểu tượng của sự khôn ngoan mà Hoàng đế khôn ngoan Salomon đã xây dựng, nay đã bị phá bình địa. Và như thế là xảy ra một cuộc khủng hoảng đức tin, vì đối với dân xưa, thần và dân gắn liền với nhau. Nếu dân ta mà bị đi lưu đày, ngay cả đền thờ bị phá hủy, thì khủng hoảng đức tin có nghĩa là thần của dân ngoại mạnh hơn. 50 năm lưu đày ở Babylon, trong nỗi tủi nhục và nhất là trong khủng hoảng đức tin, Thiên Chúa có còn thương dân của người nữa hay không? Thiên Chúa có phải là đấng vô địch trên trần gian này nữa hay không? Thì lịch sử đã trả lời, và sách Sử Biên nhắc lại rằng trước việc bất trung của dân Chúa đến nỗi vô phương chữa chạy, thì tình thương của Thiên Chúa lại lớn hơn cả cái vô phương chữa chạy đó. Và Thiên Chúa đã tỏ tình thương vượt lên trên tất cả bằng việc dùng tay vua Ba Tư Siro mà giải thoát dân Chúa khỏi lưu đày Babylon, mà đưa dân về quê cha đất tổ. Và đồng thời
Thiên Chúa cũng đã dùng quyền năng của Người mà truyền cho đền thờ Jerusalem được tái thiết. Và như thế, Thiên Chúa đã củng cố đức tin của dân Chúa về một Thiên Chúa thương họ bất chấp tội bất trung của họ. Thiên Chúa thương yêu họ bất chấp họ rời xa Thiên Chúa. Và Thiên Chúa vốn là như vậy. Nên lời Thánh Gioan nói, Thiên Chúa quá yêu thương thế gian. Với lời của Thánh Tông Đồ Phaolô thì chúng ta lại được tiếp tục để thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Mà lời Thánh Phaolô qua thơ gửi tín hữu Ê-phê-sô, một lời vắn gọn mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã lấy lời ấy để làm nên cả một năm thánh. Năm thánh lòng Chúa thương xót bắt nguồn từ đây. Lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô nói, Thiên Chúa giàu lòng thương xót, giàu lòng thương xót. Và Thánh Phaolô cắt nghĩa tiếp, đó là Thiên Chúa giàu lòng thương xót qua Đức Giêsu Kitô. Và như vậy, với giáo huấn của giáo hội, chúng ta được mở ra về lòng thương yêu không bờ không bến, bất chấp tội bất trung, vô phương chữa chạy của dân xưa, nay được tỏ hiện ra nơi Chúa Giêsu Kitô, để nơi Chúa Giêsu Kitô nói về Cha của mình là đấng giàu lòng thương xót. Và chính trong xác tín của giáo hội qua Thánh Tông Đồ Phaolô, Chúa giàu lòng thương xót nơi Đức Giêsu Kitô, chúng ta hiểu được trọn vẹn câu Thánh Tông Đồ Gioan nói. Chúa nói với Nicodemo, Thiên Chúa quá yêu thương thế gian đến nỗi ban Con một, để ai tin vào Người thì được sống đời đời. Vậy Thiên Chúa quá yêu thương thế gian đến nỗi ban Con một, để ai tin vào Người thì được sống đời đời. Thì Chúa Giêsu giải nghĩa tiếp điều Ngài đang nói với Nicodemo, đó là Chúa hứa ông về biến cố dân đi trong hoang địa, phản Thiên Chúa, chối từ Thiên Chúa, phản lại ông Mô-xê, thì đã bị một sự kiện là rắn lửa cắn rất nhiều người trong họ phải chết. Và Mô-xê đã kêu cầu Chúa, Chúa truyền cho Mô-xê làm con rắn đồng treo lên, ai bị rắn lửa cắn nhìn vào thì sẽ khỏi phải chết, được chữa lành. Hình ảnh Chúa Giêsu nói đến đây rất ý nghĩa. Thứ nhất, chúng ta chỉ hiểu được con rắn đồng khi chúng ta trở về cuối cuộc đời của Chúa. Chúa Giêsu chịu treo trên cây thập giá. Và con rắn vốn là một cái loài bị khinh thường, mà sách Sáng Thế từng coi con rắn là Satan. Mà đi trong sa mạc, và Chúa Giêsu nhắc lại sự việc con rắn treo lên mà nó chữa lành, có ý cho thấy con một Thiên Chúa làm người bị con người phỉ nhổ, bị con người xem thường kết án như một tội nhân, mà một trọng tội trọng phạm đến nỗi không đáng chết trên mặt đất mà phải treo trên thập giá. Thì trong mầu nhiệm nhập thể, con Thiên Chúa làm người trên thập giá bị khinh thị đến cỡ còn hơn cả con rắn bị trúc giữ. Để chính Thánh Phaolô cũng nói, cái người bị treo trên thập giá là người đáng trúc giữ, thì nay Thiên Chúa đón lấy cái phải trúc giữ, mà con người tội lỗi thì đáng phải trúc giữ như vậy, để Thiên Chúa tỏ cái tình yêu lớn hơn cả cái vô phương chữa chạy tội lỗi của chúng ta. Để từ đây mới hiểu được từ thánh giá của Chúa, thì hiểu được cái con rắn đồng treo trên cây gỗ xưa trong hoang địa. Và nay là chính Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, đấng chữa lành chúng ta,
là tình yêu lớn lao hơn cả cái tội lỗi vô phương chữa chạy của chúng ta, để chúng ta tất cả được chữa lành. Thiên Chúa quá yêu thương thế gian đến nỗi ban con một, để ai tin vào Người thì được sống đời đời. Đón nhận những lời này, thưa anh chị em hãy hết sức trải nghiệm được cái hạnh phúc được là tín hữu con cái trong giáo hội. Giáo hội là mẹ, chúng ta là con cái. Giáo hội mang trong lòng cái sứ điệp, bí quyết mầu nhiệm ơn sự sống đời đời. Vì giáo hội mang trong lòng tin mừng, mà tin mừng ấy là Thiên Chúa quá yêu thương thế gian đến nỗi ban con một, để ai tin vào Người thì được sống đời đời. Và tin mừng ấy qua giáo hội đã thực hiện cho chúng ta đúng như lời này được nói với Nicodemo, trong lúc Chúa giải thích cho Nicodemo về ơn bí tích thánh tẩy, mà Nicodemo, một học giả trong Do Thái, không hiểu nổi, mà phải nói với Chúa trong lòng mơ ước rằng: thưa Thầy, chẳng lẽ tôi già thế này còn vào lòng mẹ làm sao để được tái sinh đây? Trong ánh sáng của mầu nhiệm thập giá, và giáo hội đã tỏ cho thấy cái ơn bí tích thánh tẩy Nicodemo không thể hiểu nổi, thì chúng ta đã được Chúa soi sáng. Cái tình yêu lớn hơn cả tội lỗi vô phương chữa chạy của chúng ta được chữa lành nhờ bí tích thánh tẩy, quen gọi là phép rửa tội, mà tất cả chúng ta đều đã được. Mà bí tích thánh tẩy này là xuất phát từ thập giá và cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Mọi ơn sự sống đời đời, mọi phương diện của lòng tin của chúng ta là hướng về thập giá và cuộc phục sinh của Chúa. Và ơn thập giá và phục sinh của Chúa đã được ban cho chúng ta qua bí tích thánh tẩy, quen gọi là phép rửa tội. Và chúng ta thật sự là những người đã được chữa lành, được lòng thương xót chữa lành, được thông dự với Chúa Kitô phục sinh, nên được sự sống đời đời mà giáo hội là mẹ mang trong lòng tin mừng sự sống đời đời dẫn dắt chúng ta. Chúng ta yêu mến giáo hội, và từ đây trong tâm tình của tất cả chúng ta, những người con cái đang chiêm ngắm và muốn sống Thiên Chúa là tình yêu, là Caritas, và chúng ta muốn sống ơn này bằng hành động. Chúng ta thể hiện Thiên Chúa qua tấm lòng và bàn tay chăm sóc những người được gửi gắm cho chúng ta, về các em bé thơ, những người trưởng thành, các cụ ông, cụ bà, những người khuyết tật, những người gặp những hoàn cảnh ngang trái, giúp họ để họ tìm lại được Thiên Chúa vẫn yêu thương họ như đã yêu thương chúng ta. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta nài xin cho Thánh Gioan Thiên Chúa, đã hơn 500 năm nay Ngài vẫn gợi hứng và phù hộ cho các cha các thầy dòng Gioan Thiên Chúa khắp thế giới, phục vụ chính những người, các bệnh nhân, những người kém cỏi trong cuộc đời, để họ được tình yêu đấng là Caritas chăm sóc ủi an họ. Xin Thánh Nhân bầu cử cho chúng ta. Chúng ta dành một chút thinh lặng để xin cho sứ điệp lời Chúa: Thiên Chúa quá yêu thương thế gian đến nỗi ban con một, để ai tin vào Người thì được sống đời đời, thấm nhập vào tâm tư cuộc đời của chúng ta.